Chào các bạn đó, đến với kênh Nguyễn Hương Vlog, người Long An, sống người Long An. Đây, hôm nay vợ mình nấu kinh bạc. Đây, mời các bạn cùng mình nhé, hai chào mình nhé. Đây, canh chua tôm đưa mình chấm với muối ớt các bạn. Còn đây, trứng chiên nữa các bạn. Có hai món. Rồi, mời các bạn ăn cơm cùng hai chồng nhé các bạn. Rồi, ăn mất các bạn. Chua với cài vậy mới ngon á. Thank you.
coi cái con á. Mình tôm cấu ăn, còn tôm cho ăn. Cơm ăn giá cơm nhỉ. Dạ coi vậy. Coi vậy. Ừ. Thầy có mà. Chàng đi muối vô hành tả. Ngon ha. Ừ. Ngon lắm. Chi với em chua. Thôi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từng người đó. Nếu thích hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhé các bạn. Các bạn. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ nhé các bạn. Các bạn. Không thấy thôi. Dạ không? Rồi. Tôm nè. Nốt rồi. Tôm còn ngọt không anh? Ừ. Tôm còn ngọt không? Ngọt. Sáng bỏ bốn cái đầu tôm tươi, ủng ghê.